Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì Hiệp làm video này thì chia sẻ với mọi người một số những cái cảm xúc còn lại sau khi cái trại chiến binh ở bán hàng hơi thở tại Hà Nội đã kết thúc vào ngày 22 và 23 tại tòa nhà Vạn Hoa Plaza ở Mỹ Đình. Vậy thì sau cái thời gian kết thúc rồi và dư âm vẫn còn mãi, và ngày hôm nay thì Hiệp muốn làm video này để chia sẻ cái cảm xúc này với mọi người. Ba cái điều mà Hiệp cảm thấy thực sự là ấn tượng đối với cái chương trình trại chiến binh này, và cái điều đầu tiên ấy mà Hiệp cảm thấy ấn tượng đó chính là năng lượng. Khi mà một buổi học nó, bạn tưởng tượng là bắt đầu từ mọi người đến từ rất là sớm để check in, và thời gian học bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài đến 8 giờ, thậm chí đến 9 giờ tối trong suốt 2 ngày liền. Tuy nhiên năng lượng không hề sụt giảm, bởi vì các bạn biết sao, cứ khoảng 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng là chúng tôi lại có một cái bài tập thể dục, và là cái bài là follow the leader, và gần như cả hội trường nó bùng cháy lên cái nguồn năng lượng cực kỳ là mạnh mẽ và không bao giờ là bị tụt năng lượng. Đó là cái điều đầu tiên mà Hiệp học được, đó là khi mà chúng ta học hay là làm cái điều gì, bản thân chúng ta phải tự tạo cho mình một cái nguồn năng lượng, thì khi đấy chúng ta học tập rất là tốt. Đó, cái thứ hai á, là khi đến với trại chiến binh thì ở đó có thầy Thắng Quang Dự là chuyên gia đào tạo lĩnh phụ nữ bán hàng online, cùng với các cái diễn giả ở đây là toàn bộ những học viên course 4% cũng như là nữ chiến binh. Các diễn giả này đã hoàn toàn là tạo ra được những thành quả xuất sắc thực tế, và họ dành thời gian để chia sẻ lại cho chúng tôi. Và rất nhiều trong số các speaker là có hệ thống đến hàng 10.000 thành viên, và những cái kiến thức chia sẻ, những nội dung chia sẻ cực kỳ thực chiến, và và qua đó thì đã tiếp thu được cho mình rất là nhiều cái keyword làm sao để có thể xây dựng được hệ thống hàng nghìn thành viên và có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Có thể các cái kiến thức đó hiện tại bây giờ đối với Hiệp có thể là chưa phù hợp, tuy nhiên Hiệp tin rằng đó là một trong những cái từ khóa cốt lõi nhất mà Hiệp tin rằng là bất cứ ai là boss, là chủ một hệ thống lớn đều cần phải có. Và Hiệp tin trong tương lai, Hiệp tin chắc chắn rằng là cái buổi học ngày hôm nay cực kỳ giá trị, nó góp phần trên cái con đường mà Hiệp xây dựng hệ thống của riêng mình. Và cái điều thứ ba mà Hiệp vô cùng ấn tượng đó chính là cái sự cho đi của người thầy Hán Quang Dự. Khi mà Hiệp tham gia trại nữ chiến binh này thì giá vé của trại nữ chiến binh lên đến 8,9 triệu một vé. Tuy nhiên khi được Hiệp được tham gia lớp kèm cả một năm của thầy thì Hiệp chỉ cần đóng chi phí check in là 690.000, và Hiệp được tham gia tất cả các cái khóa học của thầy. Sau đó Hiệp thấy thầy rất là vĩ đại. Hiệp thầy luôn luôn là tạo ra cái giá trị vượt hơn sự mong đợi cho mọi người, đặc biệt là cái sự quan tâm tới học viên, vì là thầy tổ chức học và mọi người xa nên là thầy đã có chuẩn bị cả bữa ăn nhẹ, tea break ở giữa buổi để Hiệp và mọi người có thể là ăn nhẹ để có năng lượng để học tập tiếp cho đến tối. Và bạn trên đó, đây là ba cái điều mà Hiệp cực kỳ là ấn tượng đối với chương trình trại chiến binh bán hàng như hơi thở vừa kết thúc. Và Hiệp tin rằng là với những cái kiến thức, nội dung mà thầy cũng như các speaker đã chia sẻ thì Hiệp đã nhận được rất là nhiều giá trị, và từ đó thì có thể rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình cũng như là hệ thống, làm sao để có thể là cải thiện cái tình hình hiện tại và phát triển hệ thống ngày càng mạnh mẽ và bền vững hơn. Qua đây thì Hiệp gửi lời cảm ơn thầy Hán Quang Dự, chuyên gia đào tạo phụ nữ bán hàng online, đã xây dựng nên các tổ chức nên các cái chương trình vô cùng là đặc biệt và truyền động lực cho tất cả mọi người, đặc biệt là Hiệp, bởi vì Hiệp cũng đang trên con đường là tìm kiếm cho mình những cái chiến lược mà cho thông qua cái buổi học thì Hiệp đã tìm ra nó và tìm ra được rất là nhiều cái từ khóa giúp cho Hiệp rất là nhiều trong tương lai. Hiệp hy vọng rằng là trong tương lai, nếu như bạn cũng là kinh doanh online thì bạn nên chọn một người thầy dẫn đường, và thầy Hán Quang Dự là một trong số mà bạn nên chọn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.